nguyên mới, tôi thực hiện tốt các công thức và thấy hiệu quả. Riêng công thức thanh lọc cơ thể không cảm thấy, không cảm nhận gì và hiệu quả. Và thanh lọc cơ thể ở đây là thanh lọc các chất có hại trong cơ thể hay là thanh lọc năng lượng xấu ạ? Mình khi mà chúng ta thực hiện công thức thanh lọc đó, là một hình thức mình quân bình lại tất cả cái phần năng lượng trong cơ thể của mình. Bây giờ mình đừng có nghĩ rằng năng lượng xấu, năng lượng tốt nữa, tại vì đôi lúc cái tốt nó có giá trị hơn là nó còn xấu hơn, tệ hơn là cái xấu nữa. Cái xấu nó có giá trị là tốt hơn là cái tốt nữa. Thì chúng ta phải hiểu rằng bây giờ đừng có quan niệm là xấu tốt, mà mình coi những cái gì nó phù hợp và những cái gì nó không có giá trị thì mình sắp quan bình, sắp theo thứ tự. Đừng quan niệm xấu tốt nữa, xấu tốt nhiều quá rồi nó cứ tranh chấp hoài, cứ cứ làm khổ nhau hoài. Rồi lúc mình không nhận ra được những cái điều đó, rồi mình cứ là xấu, nhưng mà thật chất là không phải là xấu. Tại vì mình không nhận ra nó. Mình có thể là xấu hơn những cái xấu rồi mà mình không biết. Thì chúng ta đừng đừng có nhận, đừng có nghĩ là mình phải tiêu diệt cái xấu, mình phải khống chế cái xấu, rồi mình phải phải làm phức tạp lên. Mà mình nghĩ là bây giờ có những cái điều đó nó không có giá trị vào trong cái thời điểm này, mình không sử dụng cái đó. Cái gì nó có mang lại lợi ích và nó mang lại cái giá trị cho chính mình, cho cộng đồng, thì mình phát huy cái lĩnh vực đó lên để mà mình đem tìm tìm lợi ích cho mọi người hạnh phúc trong vấn đề đó. Cái xấu mình để đó đi, mình nói là cái xấu đó, cái đó không có giá trị thì mình để nó qua một bên, đừng có đụng tới nó nữa. Rồi từ từ cái đó nó sẽ chuyển biến đi. Còn mình nói là cái đó cái xấu, mình tiêu diệt cái xấu đi, thì cái trên phương diện là vật chất thì mình có thể không sử dụng nữa, còn trên phương diện mà năng lượng thì mình lại gặp khó khăn hơn, tại vì vốn dĩ là chúng ta không ai có thể tiêu diệt cái phần năng lượng đó, không ai có khả năng hết, mà mình vô tình mình động vào cái đó là mình nói nó xấu thì nó sẽ xấu hơn nữa. Hay là chúng ta để yên đó, chúng ta chỉ thanh lọc cái cơ thể của mình thay đổi cái tư duy của mình. Mình tìm đến một cái tần số năng lượng im dịu, thì khi mình im dịu thì những cái khác, sự việc khác nó cũng im dịu theo. Thành chúng ta phải phải khôn trong lĩnh vực này và đừng có khuấy động lên những cái sự việc mà mình gọi là xấu, rồi nó lại làm xấu thêm, mình tác động nó vào nó sẽ xấu thêm nữa. Thì vì để từ cái phần năng lượng đó, để nó nhận thức và nó ý thức nó thay đổi. Nên tôi có ai nói mình xấu đâu, không có. Chỉ có cái mình không nhận ra những cái giá trị của những sự việc đó, rồi mình cho đó là xấu, rồi mình cứ bài bác, rồi mình cứ làm quấy phá lên, mình làm tổn thương, rồi mình đòi tiêu diệt cái phần năng lượng nó. Thật sự là chúng ta không ai có khả năng tiêu diệt cái phần đó hết, mà đừng có động vào nó nữa, đừng có làm nó khuấy động lên, đừng có làm cho nó cảm thấy là tôi đang bị các bạn hà hiếp, tôi đang bị các bạn đánh phá và tiêu diệt, thì nó lại đề kháng mạnh hơn. Chúng ta phải có một cái nhìn thông minh hơn, văn minh hơn, để mình đối diện với những cái sự việc mà xung quanh của mình bị tổn thương bởi những cái khuynh hướng cứ xấu tốt hoài, rồi cứ đánh nhau hoài, cứ hiểu lầm nhau hoài, rồi cứ tức giận nhau hoài, từ trong cái cơ thể của mình đến những cái sự sống xung quanh, rồi từ một người này đến người khác, rồi tối ngày cứ không có hạnh phúc được. Thì chúng ta có một cái khái niệm thông minh hơn từ nay trở về sau, để nếu mà chúng ta chấp nhận được cái khái niệm này thì cái xấu tốt nó sẽ không còn căng thẳng và không còn một cái mức độ gọi là tạo ra những cái sự khó khăn nữa. Nếu chúng ta chấp nhận điều đó thì mọi sự việc nó sẽ ổn định hơn, tốt hơn. Rồi, cô thông dịch nha. Dạ. Okay, so the first question here said that after level 3 new era, I've been practicing the formulas effectively, except for the body detox formula. Why is that I don't feel anything? And also this detox, it's to get rid of substances that are harmful to the body or to get rid of bad energy, Now, Mr. Lee explained that when you practice this formula, you need to understand that it is used to balance out all energy frequency in your body, because don't try to focus too much on which energy is bad and which one is good, because a lot of the time we can't be sure of how it works and how it operates. Therefore, it is best not to judge whether it's good or whether it's bad, because when we do that, we create conflicts and we have this mindset
that because it's bad, that we have to fight against it, that we have to get rid of it. Now, you know, even to control it, and, you know, that just complicate everything. It is best at the moment to determine what to do in order to bring about different benefits for ourselves and to really improve our health condition and our life and our happiness. Because if we think that something is bad, then just put it to one side and don't take too much notice of it, and just leave it there for it to evolve, for it to work within itself. Because if we instead want to destroy it, then especially in terms of energy, that is very difficult to do. It's almost impossible that we can destroy it completely, because no one would have the capability. And if we, without precise knowledge, try to interfere with these, the situation might be worse. So we need to focus on changing our mindset to detox our body and to find a really nice, quiet balance frequency for us to stick with. And don't try to interfere, don't try to create more chaos with energy frequency that you determine as bad or as negative, because it has its own intuition as well. As no one like to say that I'm a bad person, well, that's go the same for these forces or energy, and no one like to be judged. And so if we insist on destroying it to hurt it, then of course it would try to oppose, and that just create more conflict, as we all know. And that's not the path that we like to go down. And so we need to really determine and be very clever in how we approach this. There's no use to fight. There's no use to create more conflict or to be angry at each other. If we understand this in such a way, then we can work within ourselves to improve much better and to enjoy more benefits. Dạ vâng, chú ơi, chú còn muốn chia sẻ thêm về câu này không ạ? Hay là con có thể hỏi câu khác ạ? Cái vấn đề này đó, nó nằm trong một cái vấn đề về năng lượng và nó tiềm ẩn những cái điều sâu sắc hơn nữa. Nhưng chú tạm thời giải thích một cách ngắn gọn vậy thôi, để mai mốt có dịp nhiều thời gian hơn thì chú sẽ giải thích thêm để cho mọi người thấu hiểu về cái những cái vấn đề xấu tốt như thế nào và những cái năng lượng như thế nào, để cho mọi người có thể dễ thông cảm hơn, dễ nhận ra hơn và không còn quá bận tâm lo lắng về vấn đề xấu tốt nữa, mà mình phải có một cái khuynh hướng hiểu biết để mình hạnh phúc hơn. Và mọi người, mọi cái phần năng lượng, mọi cái sự sống đều hạnh phúc đó, thì nó mới có giá trị tốt hơn. Và chú mong rằng sẽ có một dịp nào đó, trong một lớp học nào đó có nhiều thời gian, chú sẽ giải thích rất rõ ràng về vấn đề đó để mọi người cùng hạnh phúc. Tất cả những tầng năng lượng đều hạnh phúc hết, đều thông cảm với nhau và đều cùng chia sẻ những cái sự sống ở trong quả địa cầu này một cách gọi là thân thiện. Rồi sau con dịch xong cái này rồi con đặt câu hỏi nha. Dạ vâng. And so because this relates to energy and it is a very sophisticated knowledge and we don't have a lot of time to explain it in full. And so Mr. Lee won't go too much into it now, but he would like to share with everyone information, knowledge about this particular topic, and perhaps one of the upcoming classes or whenever the time comes, and he feel like he can share it with you all, so that we can empathize, we can recognize what to do, and that we shouldn't put too much focus on what is bad or what is good, and we know exactly what we need to do and where we need to go, so that all beings, all lives on this planet can be happier, and we can share that love together to foster a better life for everyone, for all beings.